câu lạc bộ Queen X khám phá phép thuật nước Ý. Sassy ở Matera. Nơi này là Matera, nó nằm trong Basilicata và cũng là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Viên cầu thứ 6 được giấu ở đây, chúng ta phải nhanh lên. Chúng ta có thể dừng chân ở trung tâm PGRDC trên đường đi không? Đó là một trong những địa điểm yêu thích nhất của mình và nó nằm ngay bên ngoài Matera. Nhưng Tecna, làm ơn. Được, nhưng chỉ một vài phút thôi đó. Tuyệt vời. Chỗ này chính là trung tâm Giuseppe Colombo của Space Giardesi. Không phải là tuyệt vời sao? Có khoảng 150 người đang làm việc ở tại nơi này, kỹ thuật viên và các nhà khoa học. Chính xác thì họ làm những gì? Những việc về không gian. Họ có thể đo trái đất một cách chính xác trong vòng 1 mm, theo dõi rác vũ trụ và theo dõi ô nhiễm trên khắp hành tinh chúng ta. Làm cách nào họ làm được vậy? Chỉ cần một việc thôi, bằng cách chỉ mega laser vào không gian. Chúng phản xạ từ các vệ tinh về trái đất và tính toán khoảng cách chính xác. Vậy chúng có thể giao tiếp trong không gian sao? Tất nhiên là như vậy rồi. Nhờ vệ tinh, chúng cũng giúp chúng ta theo dõi sức khỏe hiện tại của trái đất nữa. Tecna, chúng ta nên đi tiếp chứ. Sao? Chúng ta không vào bên trong sao? Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải tìm cho ra viên ngọc. Nhưng cung thiên nhân ở đây nhìn tuyệt làm sao. Và các vệ tinh. Và không, chúng ta có thể trở lại trung tâm vũ trụ sau đó không? Hãy quên vụ vũ trụ đi và hãy nhìn cảnh vật đang bày ra ngay trước mắt cậu đi nè. Cậu có thể tin rằng đây là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới được không? Cách đây rất lâu rồi, nó còn nằm dưới biển đó. Đi xuống thôi nào. Viên ngọc có thể ở đâu đây chứ? Matera là nơi nổi tiếng với những hang đá Gertrud. Chúng ta thử tìm xem. Ý hay đó. Thiệt là mệt quá trời. Nhưng xứng đáng mà. Chúng ta cuối cùng đã tới Sassy di Matera. Sassy là hai trong số vùng lân cận của thành phố Sasso Cavioso và Sasso Barisano. Đây là những tòa nhà được khắc vào đá. Mọi người đã sống ở trong những căn nhà đó từ thời tiền sử. Đá là một loại đá vôi được gọi là đá Cancarani. Nó cực kỳ phổ biến ở khu vực này. Sống trong những căn nhà này chắc giống như sống trong cổ tích đó. Cậu có biết nhiều bộ phim đã được quay ở Matera này hay không? Tecna, làm ơn đừng dán mắt vào hình ảnh 3D nữa, mà tận hưởng khung cảnh có thực trước mắt cậu một lúc thôi. Cậu có muốn mình tìm viên ngọc hay không? Như mình đã cố gắng giải thích trước đó, các vệ tinh được chế tạo trong trung tâm vũ trụ rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng có thể theo dõi biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng cao, hay đơn giản là giúp chúng ta tìm ra con đường. Viên ngọc. Đúng rồi, mình chỉ cần nhập tọa độ, tính toán đúng lộ trình và chúng ta đã tìm ra giải pháp. Đây là nhà thờ lớn nhất ở thành phố Matera, được xây dựng trên điểm cao nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố ở bên dưới. Thật tuyệt vời. Và đây là viên ngọc. Chúc mừng Tecna. Yeah, mình thừa nhận cậu rất tuyệt đó. Cái này mới gọi là chiêm ngưỡng đúng nghĩa. Để mình xem. Cậu nói đúng. Đôi khi mình cũng cần thoát ra khỏi công nghệ và ma thuật, phải không nào? Khung cảnh ở đây thật sự đặc biệt. Chắc chắn rồi. Nhưng đã tới lúc tụi mình phải về nhà và kể cho mọi người những chuyện này. Vì vậy, nhờ có vệ tinh, tụi mình tìm thấy một viên đá quý trong thành phố chạm khắc từ đá. Rồi, cậu có chụp hình lại không vậy?
Mình không có. Công nghệ giúp tụi mình vượt qua nhiệm vụ. Nhưng thỉnh thoảng chúng mình phải tận hưởng khoảnh khắc cùng với nhau chứ. Không phải qua máy ảnh hay bất kỳ công nghệ nào khác. Suy nghĩ đúng lắm Tina. Chỉ còn 2 viên ngọc nữa thôi. Mình nghe thấy gì đó. Có phải giọng nói? Đúng. Tuyệt. Chúng ta đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.